Việt Linh xin kính chào quý khán thính giả. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức chào buổi sáng của hệ thống truyền hình Việt Nam. Hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 6 Tây tháng 8 năm 2023. Trong chương trình hôm nay, Việt Linh có 3 bài bình luận xin gửi đến quý vị thính giả. Chúng ta bắt đầu với bài bình luận đầu tiên với nhan đề Một cuộc tấn công mới và nguy hiểm vào nền dân chủ Mỹ ở tiểu bang Georgia. Bài của Rachel Marshall. Kính thưa quý vị, một mối đe dọa mới đối với nền dân chủ của người Mỹ, của nước Mỹ, đã bắt đầu xuất hiện ở tiểu bang Georgia. Một luật mới được ký bởi thống đốc Brian Kemp. Ông ta vừa thành lập một ủy ban nhằm hạn chế tính độc lập của các công tố viên do cộng đồng bầu chọn, hoặc là có thể loại bỏ họ hoàn toàn khỏi chức vụ. Nhưng mà người Mỹ vẫn còn may mắn rằng những người quan tâm đến việc bảo vệ nền dân chủ đang chống lại tay thống đốc Cộng hòa này. Những người đang muốn bảo vệ tên giáo chủ đảng Cộng hòa của ông ta. Vào thứ Tư, bốn công tố viên Georgia, đứng đầu là luật sư quận Deacon Cherry Boston và được đại diện bởi dự án quyền công cộng, đã kiện tiểu bang Georgia để phản đối sự can thiệp của luật pháp đối với sự phân chia quyền lực và quyền của cộng đồng địa phương trong việc lựa chọn công tố viên của riêng họ. Các công tố viên, họ cũng đang bảo vệ quyền tu chính án thứ nhất để nói chuyện cởi mở về các ưu tiên của văn phòng của họ. Ví dụ, họ có sử dụng nguồn lực hạn chế của mình để truy tố các vụ phá thai hoặc tội phạm bạo lực như bạo lực tình dục, cướp của hoặc giết người hay không. Dự luật Thượng viện 92 viết tắt là SB92 thành lập một ủy ban có quyền loại bỏ các công tố viên dựa trên việc họ sử dụng quyền quyết định được hiến pháp bảo vệ này. Nó dẫn đến các khiếu nại để chống lại các công tố viên vì cái gọi là họ từ bỏ nhiệm vụ, kể cả khi họ từ chối truy tố các vụ án có thể chứng minh được, hoặc khi họ từ chối truy tố một số loại tội phạm. Một công tố viên bị ủy ban loại bỏ sẽ không thể phục vụ trở lại trong vòng 10 năm. Với tư cách là giám đốc điều hành của Viện Đổi Mới trong công tố tại Đại học John Jay, một trung tâm cải cách công tố quốc gia, Deacon Cherry Boston bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về những tác hại mà đạo luật SB 92 nó sẽ gây ra cho các công tố viên và cộng đồng mà họ phục vụ. Luật này nó không chỉ đe dọa vai trò không thể thiếu của quyền quyết định công tố trong hệ thống pháp luật của chúng ta, mà còn là một âm mưu xấu nhằm làm suy yếu các công tố viên, thúc đẩy cải cách và tước quyền của các cộng đồng đã bầu họ lên. Đạo luật SB 92 nó không xuất phát từ sự hiểu lầm đơn giản về vai trò của các công tố viên, mà thay vào đó luật nhắm vào các công tố viên có tư tưởng cải cách như một phần trong nỗ lực ngày càng tăng của quốc gia nhằm hạn chế sự độc lập của các công tố viên. Đây là một mục tiêu trước mắt, được nhìn thấy rất rõ, đó là biện lý quận Fannie Willis của quận Fulton, người dự kiến sẽ sớm công bố các cáo buộc trong cuộc điều tra can thiệp bầu cử năm 2020 của bà. Và bà cũng chính là người mà cựu Tổng thống Donald Trump, đảng Cộng hòa, đang cố gắng loại bỏ bà. Và tay thống đốc Cộng hòa Brian Kemp là một tay đàn em thừa hành lệnh của giáo chủ để tìm cách ngăn chặn cuộc truy tố tiềm năng này. Kính thưa quý vị, biện lý quận Deborah Gonzalez của các quận Athens, Clark và Oconee đã phải đối mặt với các cuộc tấn công gần như liên tục đối với các quyết định, chẳng hạn như từ chối truy tố các trường hợp tàn trữ cần sa hoặc trốn học, mặc dù bà được bầu vì cách tiếp cận cải cách của bà. Thống đốc Brian Kemp đã cố gắng hủy bỏ cuộc bầu cử của bà ấy, dẫn đến việc bà ấy khởi kiện và giành được chiến thắng. Brian Kemp không chịu thua
và ông ta hiện đã chuyển sang các phương pháp tấn công mới. Thật vậy, thưa quý vị, Brian Kemp, ông ta không giấu giếm ý định bằng đạo luật mới SB-92. Khi mà ký dự luật vào tháng 5, Brian Kemp khẳng định ủy ban sẽ giúp giữ các công tố viên bị thúc đẩy bởi chính trị, phải chịu trách nhiệm giải trình và làm cho cộng đồng của chúng ta an toàn hơn. Câu hỏi là ai sẽ được an toàn hơn đây? Có lẽ ông Brian Kemp quên đưa cái tên Donald Trump là một cái tên của một công dân Mỹ đang chờ bàn tay phù phép của Brian Kemp để giúp gỡ rối cho Donald Trump cái tội can thiệp bầu cử ở tiểu bang Georgia. Brian Kemp chính xác là một gaslighter chính trị. Một số chính trị gia, họ lợi dụng việc gieo rắc nỗi sợ hãi xung quanh cải cách để thúc đẩy các chương trình nghị sự chính trị của họ. Và đạo luật SB-92 thực ra nó chỉ có một mục tiêu duy nhất mà thôi. Đó là ngăn chặn các công tố viên có tư tưởng cải cách và để đối phó với làn sóng ngày càng tăng con số các công tố viên có tư tưởng cải cách, thì tiểu bang Georgia chỉ là một trong số các tiểu bang đỏ cố gắng tước quyền của các công tố viên địa phương và hạn chế quyền quyết định của họ. Thưa quý vị, không phải là ngẫu nhiên mà những cuộc tấn công này nó xảy ra sau quyết định của Tổ chức Y tế Phụ nữ trong vụ Dove kiện Jackson cho phép các tiểu bang hình sự hóa việc phá thai. Tiểu bang Georgia hiện đang cấm phá thai sau 6 tuần mang thai. Và đạo luật SB-92 nó cũng nhắm vào các công tố viên ưu tiên sự an toàn của những người mang thai bằng cách quyết định không theo đuổi các vụ án theo quy chế đó. Các tiểu bang khác, họ đã thực hiện một cách tiếp cận trực tiếp hơn. Thống đốc Florida Ron DeSantis, ông ta đã đình chỉ luật sư tiểu bang Andrew Warren sau lời hứa của công tố viên đó là từ chối truy tố các vụ án liên quan đến phá thai. Và để buộc các công tố viên phải từ bỏ quyền quyết định về cơ bản là đi ngược lại với thiết kế của hệ thống pháp luật của chúng ta, vốn cho phép các công tố viên có toàn quyền quyết định ở mọi giai đoạn. Các công tố viên là những người đại diện cho những người dân, các cộng đồng địa phương, và họ được bầu chọn chính xác là để quyết định cách công bố các nguồn lực hạn chế. Các cộng đồng xứng đáng có các công tố viên được tự do minh bạch về các ưu tiên của họ. Bịt miệng hoặc loại bỏ các công tố viên đã được người dân bầu lên là làm suy yếu quá trình dân chủ. Các giới hạn về quyền quyết định của đạo luật SB-92 nó cũng không thực tế, bởi vì đạo luật SB-92 này buộc các công tố viên phải nộp hồ sơ của mọi vụ án cho ủy ban xem trước. Nó sẽ không chỉ thúc đẩy các vụ truy tố này trở nên bất công hơn, mà nó còn làm tắc nghẽn tòa án với những vụ án hoàn toàn không thuộc về hệ thống của pháp luật. Và lời kết cho bài bình luận này, kính thưa quý vị, không phải ngẫu nhiên mà đạo luật SB-92 nó lại xuất hiện sau khi vụ án can thiệp bầu cử của Trump được biện lý quận Fannie Willis tiến hành điều tra và sớm đưa ra truy tố trước ngày 1 tây tháng 9. Các công tố viên là những người được bầu tại địa phương, họ không thể bị loại bỏ. Các công tố viên không thể được xem là con rối của chính quyền tiểu bang. Nếu chúng ta quan tâm đến dân chủ và nếu chúng ta coi trọng sự công bằng trong hệ thống pháp luật của mình, thì chúng ta phải ngăn chặn những cuộc tấn công thiếu thiện chí này. Và xét cho cùng thì cũng giống như năm 2020, cuộc chiến bảo vệ nền dân chủ ở tiểu bang Georgia thực sự là cuộc chiến của cả nước Mỹ này. Nếu tiểu bang Georgia làm được thì các tiểu bang đỏ khác cũng sẽ hùa nhau làm theo. Hệ thống tư pháp sẽ loạn, kỷ cương sẽ bị xem thường. Brian Kemp đang cố gắng cung cúc tận tụy để bảo vệ giáo chủ nói láo bằng mọi giá. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, thưa quý vị.
Và chúng ta bắt đầu với bài bình luận thứ hai trong chương trình hôm nay, kính thưa quý vị, với nhan đề: đây là tất cả những gì mà Donald Trump phải lãnh nhận. Bài của Lily Peterson. Kính thưa quý vị, khi mà những vấn đề pháp lý của Donald Trump nó trở nên ngày càng tồi tệ hơn, thì chúng cũng trở nên phức tạp hơn. Kể từ đầu tháng 8, cựu tổng thống đã, đang và sẽ phải đối mặt với nhiều cáo trạng hình sự khác nhau đến từ khắp nơi. Thực ra thì sự ảnh hưởng và tác hại đến Trump qua các vụ kiện dân sự đang diễn ra của Tổng trưởng lý New York bà Letitia James về vấn đề tài chính của Trump Organization, cũng như vụ kiện phỉ báng của nhà văn Jim Carroll chống lại cá nhân Trump, nó đều không lớn. Những trường hợp đó, nó không thể nào gây hại gì đến Donald Trump. Một người đã từng có kinh nghiệm vượt thoát thành công qua hàng ngàn vụ kiện trong khoảng thời gian gần nửa thế kỷ qua, có ảnh hưởng đến Trump hay không? Chỉ là các vụ án hình sự. Và hai trong số đó dựa trên nỗ lực của Trump nhằm lật ngược cuộc bầu cử năm 2020. Mặc dù chúng được đưa ra bởi các công tố viên khác nhau ở các khu vực tài phán khác nhau. Trong khi đó, hai bản cáo trạng riêng biệt về các chủ đề khác nhau, nó đang được đưa ra bởi cố vấn đặc biệt của Bộ Tư pháp Jack Smith, người được Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland bổ nhiệm để giám sát các cuộc điều tra của Bộ Tư pháp về Donald Trump. Nó có một cái chút gì đó khó hiểu, thưa quý vị. Thêm vào sự phức tạp là khả năng Trump, nếu giành được quyền lực thành công vào năm 2024, thì ông ta sẽ cố gắng tha thứ cho bản thân mình. Nhưng mà Trump chỉ tự ân xá chính mình với những tội liên bang, nhưng lại không có quyền ân xá với những tội đến từ tiểu bang. Vậy thì liệu một tòa án ở tiểu bang có thể kết án, trừng phạt một tổng thống đắc cử hay là một tổng thống đương nhiệm hay không? Đây là một câu chuyện dài cần phải bàn cãi. Giờ đây, để điểm nhanh qua các vụ án của Trump, thật ngắn gọn, theo thứ tự thời gian. Thứ nhất là trường hợp của Stormy Daniels ở New York. Trump bị buộc tội 34 trọng tội làm sai lệch hồ sơ kinh doanh liên quan đến vai trò của ông ta trong các khoản thanh toán tiền bịt miệng nữ diễn viên khiêu dâm Stormy Daniels trước cuộc bầu cử năm 2016. Và vụ án do biện lý quận Alvin Bragg điều tra và truy tố. Nếu bị kết tội, mỗi tội danh có thể dẫn đến bản án tù lên đến 4 năm. Phiên tòa này do thẩm phán Juan Merchant phụ trách. Ngày truy tố là ngày 30 tháng 3 năm 2023 và ngày xét xử là tháng 3 năm 2024, ngay khi chu kỳ bầu cử tổng thống sẽ bắt đầu một cách nghiêm túc. Trường hợp thứ hai là trường hợp tài liệu mật ở Mar-a-Lago, là vụ truy tố từ liên bang. Trump bị buộc 40 trọng tội liên quan đến việc giải quyết sai các tài liệu mật mà Trump đã ăn cắp đem về nơi ở riêng sau khi rời khỏi tòa Bạch Ốc. Vụ án này do cố vấn đặc biệt Jack Smith điều tra và truy tố. Nếu bị kết tội, các tội danh khác nhau có thể bị phạt tù từ 5 đến 10 năm. Ngày truy tố là ngày 9 tây tháng 6 năm 2023 và ngày xét xử là tháng 5 2024. Vụ thứ ba là âm mưu đảo chính ngày 6 tháng 1 là do liên bang truy tố. Donald Trump bị buộc tội 4 tội âm mưu vì vai trò của ông ta trong việc lật ngược kết quả bầu cử và nói dối rằng đã có gian lận trong cuộc bầu cử năm 2020. Đây là điều cuối cùng đã dẫn đến cuộc tấn công vào điện Capitol của Hoa Kỳ vào ngày 6 tây tháng 1 năm 2021. Vụ án do cố vấn đặc biệt Jack Smith điều tra và truy tố. Nếu bị kết tội, các tội danh khác nhau có thể bị phạt từ 5 đến 20 năm tù. Ngày truy tố là ngày 1 tây tháng 8 năm 2023 và ngày xét xử là ngày 28 tháng 8 sẽ là buổi điều trần đầu tiên của Trump trước thẩm phán Tanya Chutkan. Và vụ thứ tư
là can thiệp bầu cử ở tiểu bang Georgia. Tính đến đầu tháng 8, thì Trump vẫn chưa bị buộc tội bất kỳ tội danh nào ở tiểu bang Georgia, đang bị điều tra vì nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020 của tiểu bang này, sau khi ông ta để thua tiểu bang đỏ truyền thống này vào tay ông Joe Biden. Tiểu bang Georgia cũng là một trong số các tiểu bang mà những đại cử tri giả tuyên bố Trump thắng và đã tự cho mình là đại diện cho tiểu bang thông qua lá phiếu đại cử tri đoàn một cách sai sự thật. Biện lý quận Fannie Willis đã gợi ý rằng bất kỳ bản cáo trạng nào cũng có thể xảy ra trước ngày 1 tháng 9. Và lời kết cho bài bình luận này, kính thưa quý vị, một vụ án dân sự của tiểu bang New York, hai vụ án hình sự của liên bang và thêm một vụ án hình sự của tiểu bang Georgia. Nếu Donald Trump bị kết tội ở cả bốn vụ án này, thì con số năm ở tù sẽ bằng số tuổi của Trump hiện tại nhân lên cho 5 lần. Làm sao mà Donald Trump có thuốc trường sinh bất tử để có thể sống đời mãi mà ở tù cho đủ ngày đủ tháng đây quý vị? Nếu được, tôi đề nghị các thẩm phán khắp nơi nên thương cho Trump tuổi già, xí xóa bớt. Mỗi vụ án chỉ nên phạt Trump 1 năm tù. 1 năm tù là đủ. Ở tù xong thời gian ở tiểu bang này thì đến tiểu bang khác ở 1 năm. 4 chỗ 4 năm. Ra khỏi tù thì Trump cũng đã 82 tuổi. Bước đi không nổi. Nói không ra hơi thì còn hơi sức đâu mà làm biểu tình chính trị. Quậy quạng được nữa. Cũng xong một kiếp người. Một kẻ thất bại toàn tập. Và kính thưa quý vị, bài bình luận thứ 3 vào cuối chương trình hôm nay, một bài ngắn nói về những đứa con của Donald Trump, họ đã nói gì về bản cáo trạng thứ 2 liên bang của Donald Trump. Kính thưa quý vị, bởi vì Donald Trump hiện đang phải đối mặt với bản cáo trạng hình sự thứ 3, nhiều hơn so với bất kỳ cựu tổng thống nào trong lịch sử Hoa Kỳ, đã có nhiều phản ứng trái chiều từ các con của ông ta. Trong khi hai người con trai lớn của ông ta là những người luôn ủng hộ ông ta cho nhiệm kỳ tiếp theo ở Tòa Bạch Ốc, họ đã lên tiếng chỉ trích cáo trạng mới nhất này, lặp lại những cáo buộc sai trái và vô căn cứ của Trump. Nhưng mà những người con khác của ông ta thì vẫn giữ im lặng. Cựu tổng thống đã bị Bộ Tư pháp buộc tội vào thứ ba ngày đầu tháng 8 với 4 tội danh, bao gồm âm mưu lừa gạt Hoa Kỳ, âm mưu cản trở một thủ tục tố tụng chính thức, cản trở và cố gắng cản trở một thủ tục chính thức, và âm mưu chống lại các quyền. Về việc ông ta bị cáo buộc tham gia vào một nỗ lực gian lận nhằm lật ngược cuộc bầu cử năm 2020, cố vấn đặc biệt của Bộ Tư pháp Jack Smith, người đang dẫn đầu cuộc điều tra, đã cáo buộc Trump trong một cuộc họp báo về những lời nói dối nhằm mục đích cản trở chức năng của chính phủ Hoa Kỳ. Đó là quy trình thu thập, đếm và xác nhận kết quả bầu cử tổng thống của quốc gia. Ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng Hòa cho cuộc đề cử năm 2024, ông ta đã nhiều lần tuyên bố rằng cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 có gian lận, mặc dù không có bằng chứng nào được tìm thấy để chứng minh cho những khẳng định của ông ta. Donald Trump đã liên tục chống lại cuộc điều tra của Jack Smith, đồng thời mô tả các trường hợp chống lại ông ta là có động cơ chính trị. Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào tối thứ ba, Donald Trump đã hỏi một cách khoa trương tại sao vụ việc này không được đưa ra sớm hơn, trước khi ông ta tự trả lời cho rằng, ồ, họ muốn nó xảy ra ngay giữa chiến dịch tranh cử của tôi. Đó là lý do. Donald Trump Jr. đã nói gì, thưa quý vị? Đây là người con trai lớn của ông Trump. 45 tuổi, hắn ta đã bác bỏ những tuyên bố rằng cha của hắn ta đã lo lắng bởi các cáo buộc hình sự đến ngày càng nhiều hơn. Và anh ta cũng nói bóng gió rằng Trump đang chiến đấu trong các cuộc chiến pháp lý, không chỉ vì bản thân, mà còn vì những người ủng hộ ông ta
và lý tưởng của ông ta. Ông ấy đang đấu tranh cho những gì còn lại của đất nước chúng ta. Đó không chỉ là một cuộc tấn công vào Donald Trump, mà là một cuộc tấn công vào những người ủng hộ ông ấy. Tương tự như câu hỏi của Trump cha, thì Trump con cũng lặp lại câu hỏi tại sao bản cáo trạng mới nhất này lại không xảy ra cách đây 2 năm rưỡi. Và nói thêm rằng rõ ràng, đó là bởi vì cuộc thăm dò hiện nay đã cho thấy cha của tôi có xác suất thắng cử rất cao, nên họ muốn làm bất cứ điều gì để ngăn cản ông ấy chiến thắng. Còn đứa con thứ là Eric Trump nói gì? Phản ứng trước cáo trạng mới nhất trên Fox News hôm thứ Tư, thì Eric Trump, 39 tuổi, so sánh với những cáo buộc khác đã được đưa ra trước đây về cha của anh ta trong nhiều năm qua, và gọi chúng tất cả đều là những sự dối trá. Eric Trump thì cho rằng hết lời nói dối này đến lời nói dối khác về cha tôi. Bất cứ điều gì họ có thể làm để làm ông ấy yếu đi, hạ gục ông ấy, hoặc để đánh lạc hướng ông ấy. Và điều này nó không mới đối với chúng tôi, vì họ đang tuyệt vọng. Còn Ivanka Trump thì cô ấy nói gì thưa quý vị? Ivanka Trump, 41 tuổi, là người con gái lớn của cựu tổng thống. Cô ta đã không nói công khai về những cáo buộc gần đây của Trump và đã rút lui khỏi ánh đèn sân khấu sau khi làm cố vấn cấp cao trong chính quyền của ông ta. Sau thông báo về bản cáo trạng đầu tiên của Trump ở New York, Ivanka Trump đã đưa ra một tuyên bố ngắn trên Instagram với nội dung rằng: tôi yêu cha tôi và tôi yêu đất nước của mình. Hôm nay tôi đau khổ vì cả hai. Tôi đánh giá cao những tiếng nói trên khắp các lĩnh vực chính trị bày tỏ sự ủng hộ và quan tâm. Ivanka Trump đã đưa ra một tuyên bố khác vào tháng 11, khi mà Trump tuyên bố tranh cử tổng thống lần thứ 3, và cô nói rằng mặc dù cô ấy yêu cha mình rất nhiều, nhưng cô ấy chọn ưu tiên cho những đứa con nhỏ của chúng tôi và cuộc sống riêng tư mà chúng tôi đang tạo dựng như một gia đình. Còn Tiffany Trump, 29 tuổi, và Baron Trump, 17 tuổi, thì hai người này không đưa ra bình luận công khai về bản cáo trạng mới nhất này. Việt Linh xin cảm ơn sự lắng nghe của quý khán thính giả và xin kính chúc tất cả quý vị một ngày Chủ nhật hạnh phúc bình an. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Xin kính chào.